Xin chào mọi người, bây giờ thì hai vợ chồng đang đi vào cái chợ Valio Aimo này để mà mua thịt xay mọi người. Chợ này là chợ đầu mối á, là kiểu những cái nguồn thực phẩm rồi là này kia, rau thịt cả để cung cấp cho nhà hàng á mọi người. Thế là những cái người mà làm nhà hàng thì người ta hay tới đây để mua. Người ta bán cái số lượng rất là nhiều à. Đây là những cái đồ trang trí cho lễ vắp pu này mọi người. Rất là nhiều màu sắc, bóng bay rồi là mấy cái tua này. Ở đây người ta bán cái số lượng rất là lớn, cũng như là cái cờ của cái mặt hàng á, rất là to. Để phục vụ cho nhà hàng mà. Bán rất là đa dạng các mặt hàng khác nhau luôn. Ở đây có hũ đồ chua này, pickles. To chưa? Đây là những cái thùng cà phê mọi người ạ. Mua là phải mua theo thùng như vậy á. Đây là hàng thịt cá, hàng cá này. Ở đây có bán đầu cá hôi với này kia. Cá lá na này giống như kiểu cá chia, cá mè ở Việt Nam á. Đuôi bò này, cái này ngon lắm luôn, sườn bò. Đây này là hôm bữa mình mua để mình làm xúc xích nha mọi người. Hôm nay mình sẽ mua thịt xay để làm xúc xích. Hôm bữa thì làm bằng tay cho nên rất là khó. Bây giờ cái này mua cái này. Ai mua cái này chứ? Cái này là thịt heo xay. Mỏi. Giờ người ta mới lấy hàng ra. Ở bên này còn có đùi heo này, mỏng heo này, giò heo. Cái này giò heo cắt sẵn luôn rồi. Bên kia có dây heo kìa. Dây heo là luộc sẵn luôn rồi. Ôi sức tàn tôi. Thịt heo xay. Chủ bán hàng đang còn gọi rất là nhiều thịt luôn, không biết ai mua ha. À, người ta lại cắt vào lại ở trong kia. Ta là ta mà on posture now ha. Now ta cho. Giờ mà ta có hết sẵn Instagram mà giàu hè li ha. Portion giàu hè. Giờ tôi thì bà. Giờ ai hai ta kì ta. Giờ hai vợ chồng mua thêm thịt đuôi bò mọi người. Chồng ơi vừa thích cái này chồng. Sườn bò. Bò ostachi lè. Giờ ostachi cox. Có gân bò nữa kìa. Bên kia có gân bò. Dạ, dạ. Ở trong mưa sẽ là cox cặp và lạc tạ. Dạ. Là cả tà, dạ tà. Tà, tội. Dạ, tôi mình lưu nạc cái nền, dạ. Dạ. Dạ, tôi bái cái tội. Tôi ở là hạt. Nì, dạ. Giờ kì rất quá lẽ. Mua thêm thịt xương. Xương xương bò mọi người. Nhìn gần thịt mua ghê nhưng mà gần thì bên kia có một cái bao gần luôn kìa. Mọi người thấy không ta? Đó. Xong rồi. Giờ còn mua thêm thịt heo mọi người. Thịt heo là thịt là gì ta? Thịt philê. Ở đây mua xong người ta sẽ đóng gói và cân lên cho mình thấy trước mắt luôn.
Chị Dashpalia, hay pa. Xong rồi, giờ thì đi xem quanh quanh xong rồi về nhà thôi. Ở đây là rất là nhiều loại thịt khác nhau mọi người. Mà người ta bán tảng to khoảng tầm vài ký á. Hai vợ chồng mình hay đến đây để mua. Như là cái thịt bắp á, mà sao hôm nay không thấy. Pot, pizza pot kali hả chồng ha? À bên kia kìa, thịt bắp bên kia. Hay sao bên kia? Rồi bên này cũng có này, bên này thì thịt kiểu mắc hơn á. Kiểu hàng well beef này nó mắc hơn mọi người. Toàn là thịt tươi chứ không phải đông đông đá đâu. Cái này là tủ nhầy này, tức là tủ mát đấy. Hai vợ chồng mình đến đây toàn là khoái hàng thịt thôi mọi người. Đây là thịt gà này. Này là bán thịt ức nguyên hủ, nguyên một hộp này luôn. Đây là 4,5 cân này. Này thịt đuôi gà róc xương rồi, không có xương này. Cái này thịt ức tiệp này. Thịt cảnh này. Cái này thịt đuôi nữa này. Nguyên cái đuôi này. Cái này nguyên một cái bên cạnh này chắc 20 kg quá à. 15 kg rưỡi luôn. Mọi người thấy không ta? Đó 15 kg rưỡi. Cạnh mà chỉ lo cạnh ngon nữa nha. Cạnh khúc dừa với lại khúc cuối á. Còn cái khúc đâu nhỏ nhỏ là người ta không có lấy đâu. Cái này là mê gà này. Gan gà, tim gà này. Đó. Nếu mọi người ở gần đây thì tới, hoặc là khu mọi người ở mà có cái chợ này thì nhớ ghé đây nhá. Mà chắc có thể là mọi người đã biết rồi, nhưng mà những ai lời xem video mà chưa biết á. Cái này là thịt bắp bò này mọi người. Một bít này 2,1 kg. Nói chung là tùy bít á. Như bít này mình thấy cỡ này cũng ok, không có quá to. Cái này thịt thăn nồi heo này. Nhìn ngon chưa? Thịt thăn nồi. Mà 1 kg có 10 đồng 49 à. Giá bình thường là 13 đồng 59. Trên thị trường chắc là còn đắt hơn nữa. Cái này giống như kiểu thịt ba rồi á. Mà thịt này mà làm kiểu như là thịt gì ta? Thịt heo quái á mọi người. Cái này là chuẩn luôn. Tại vì cái giá này rất là ngon mà nó có mỡ với lại á. Nó kiểu có lớp. Ê, xin lỗi mọi người, tóc dính vào màn hình. Ý là cái thịt này làm heo quái rất là chuẩn luôn. Đó, ở đây rất là đa dạng mặt hàng thịt thà mọi người ạ. Cũng như rất là nhiều các cái mặt hàng khác. Vào đây không mua xem cũng rất là thích luôn rồi. Ở đây là có hàng những cái đồ ăn sẵn mọi người. Như là pizza, thịt nguội, các cái loại thịt á. Thịt chín sẵn á. Thế này là thịt trong khói nè. Nhà mình rất là thích ăn thịt này. Thì trong khói này nướng nó rất là mềm rồi mọi người ạ. Kiểu người ta hâm như rồi hay sao ấy. Còn cái này là các cái loại thịt lạnh, thịt nguội lạnh của các nước này. Như này là chorizo. Chorizo. Wow, cục này to chưa? Siêu to. Cái này nhìn kiểu hấp dẫn chưa này. Không có hấp dẫn chút nào hết. Salami. Rồi là xúc xích để nướng. Thịt này nguyên hộp 2,5 kg. 2,5 kg. Là bao nhiêu chồng? Ông ta phải cố lắm mẹ ưu sĩ cực. Ê. Cố lắm mẹ ưu sĩ cực là 1 kg ra cắt. Một ta ăn cắt vi sĩ cực. Một hộp này là 10 ơ. À, ngon, giá cô đã ăn thử rồi, ngon. Rồi là thịt cái này giống như kiểu thịt heo, thịt viên của một liha pyrka, thịt viên của Phần Lan mọi người, kiểu Phần Lan á. Nhiều loại xúc xích lắm luôn. Mọi người quá phân nó thấy kiểu ở bên này xúc xích rất là nhiều. Mà phân vẫn chưa phải là đất nước của xúc xích đâu. Như Đức này kia chắc còn nhiều hơn nữa. Bên này kiểu bán salami sắt lát, cái này làm pizza. Rồi trong kia là các loại phô mai bơ sữa. Xong chưa chồng? Hello Sakatovia lá. Cái này làm để mà
thịt heo, thịt thịt nguội á mọi người, kinh cua á, thịt nguội. Cái này ở phần thì người ta dùng để ăn ăn làm trong các cái món súp á mọi người. Nói chung là thích ăn sao thì ăn. Không có trứng luộc sẵn này, trứng luộc sẵn để trong bịch này, rồi trời trong hộp này này. Bên này là phô mai bỏ vô salad, phô mai kiểu như này á. Phô mai này là phô mai thổi á mọi người, phô mai có phô mai nấm mốc màu xanh á, phô mai mốc màu xanh á. Người phần rất là thích ăn luôn mọi người ạ. Mình cũng tùy món, có món mình ăn được, có món để cái này vào thì ngon, nhưng có món mình không ăn được. Nhưng mà chắc là ăn một hồi sẽ quen thôi. Ở trong này tiếng quạt rất là to cho nên mình xin phép không có quay nhé mọi người. Ở đây là hàng đông lạnh mọi người ạ. Có bán gà, gà đông lạnh. Rồi là cái loại mà gà để chiên á, giống kiểu gà chiên KFC, với lại phô mai mozzarella chiên, cánh gà chiên. Cái này người ta đã chiên sẵn nên mình chỉ cần để lo, hoặc là muốn chiên lại thì chiên. Ở bên này còn có bán một ít đồ châu Á nữa này. Như cái này là để làm chả giò, hay là cái này là chả giò sẵn này. Rồi có bánh gì, bánh bao màu đen nữa. Rồi có cả mực đắng nữa này. Rong biển này. Hàng này là hàng đông đá. Đây là mẩu. Hôm bữa mình mua mẩu huyết bò mọi người, ở đây thì người ta còn bán cả huyết tuần lộc nữa. Đây cũng là hàng đông đá, hàng đông lạnh á. Cái này mình cho mọi người xem này. Cái này là mỡ heo á, mỡ heo đông lạnh, 1 kg là 4.9 đồng. Rất là mình cũng hay mua để mình làm tóp mỡ mọi người. Cái này thì là cá, cá trắng đông lạnh. Cái này là thịt cá hau kia là xay sẵn này. Tôm bạch tuộc kìa, mọi người thấy không? Trong này này. Rau bạch tuộc này. Cái này là hôm bữa mình mua cùng giống về, nhưng mà mình mua trong chợ Á mọi người, trong chợ nó rẻ hơn. Ngô, nghêu, sò, điệp. Ở bên này là cái kem, kem và cái bánh ốc quế này, hộp kem to chưa. Về trong ha. Xong rồi mọi người, giờ hai vợ chồng đi về. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu mọi người thích nhớ like cũng như đăng ký bấm chuông và bình luận ủng hộ cho kênh của mình này nhá, để mình có thêm động lực quay những video chia sẻ như thế này nữa. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.